Đây là khoang động cơ của chiếc Ford Ranger XLS 2018 anh em nhé. Cái con này cái động cơ của nó còn rất là đẹp. Mặt cam này zin hết. Về máy phát. Đây anh em thấy cái lòng sơn này vẫn là lòng sơn zin. Bình nước phụ. Bình nước phụ nguyên bản. Ốc cabo này là zin, keo chỉ zin đẹp. Và chiếc XLS 2018 trang bị số tự động một cầu máy dầu 2.2 anh em nhé. Con màu trắng. Màu trắng thì bên Đức Trung có 17, 18, 19. Thế con 17 thì lên sóng rồi, cái dòng 17 thì nó lái dầu thôi. Con này nó lên trợ lực điện cho nên là lái nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, cái cảm giác lái nó cũng thích thú hơn. Quay chi tiết để anh em xem. Đây là toàn bộ cái phần giằng đầu. Đấy, tem mác. Cái móc này là zin hết này, chưa tháo, chưa có chỉnh sửa. Động cơ nguyên bản. Động cơ hộp số là chưa bổ, chưa có chỉnh sửa. Cabo keo chỉ là nguyên bản keo xe. Máy móc này còn rất là sáng, khô khan. Đây, lốp cũng còn khá đẹp. Gầm bệ chắc chắn, không có sơn phủ. Cái con này biển Nghệ An anh em nhé, biển 37. 37C 31379. Các cái cặp đèn này cũng là đèn nguyên bản theo xe. Mối lắp ghép. Đèn gầm. Mặt ca lăng. Toàn bộ cái form đằng trước. Lắp cabo. Lốp lắp còn ok. Cái hệ thống treo. Sắt xi gầm bệ, không có sơn phủ. Các cái guốc phanh còn rất là sáng này. Xe mà chạy nhiều là cái đĩa phanh thì nó sẽ mòn. Đấy, và cái guốc này nó sẽ xám xịt vào. Cái la răng thì không bị cháy xước. Lốp lắp này ok. Sườn xe. Con này nói chung là sơn xi sạch sẽ. Này đăng kiểm đến tháng 5 2023 có giá lóc. Con này có thanh thể thao anh em nhé. Có một cái thanh thể thao kiểu Intech. Ngày mai bên mình sẽ cho lắp vào. Nên lốp sau còn rất mới. Lốp này khả năng lốp mới thay. Nên sắt xi gầm bệ. Nói chung là con này nó ở trong cái vùng đất Nghệ An này, nó không bị mục mọt như là ở cái khu vực biển đâu. Lốp dự phòng thì sẽ cho vào sau. Đây, con này nó có cảm biến anh em. Cảm biến cảnh báo va chạm và có màn hình cam lùi đầy đủ. Đây, thùng bệ. Nói chung là keo chỉ zin, sơn xi sạch sẽ, máy gầm chất. Lắp thêm cái thanh thể thao thì xe nó mới đẹp. Là tăng đúc, phanh tăng trống, sắt xi. Bậc bước. Sườn bên lái. Quay một chút về phần gầm để anh em ngó nghiêng luôn. Gầm xe.
nội thất ghế da. Đây vẫn là cái vách lỉ nguyên bản, khóa trên cánh. Mã kính như là 2018 anh em nhé. Trần lỉ nguyên bản, số tự động một cầu, hộp tì tay, phanh tay, hõm chứa đồ. Con này nó còn nguyên hai chìa khóa, một chìa khóa điện, một chìa khóa cơ. Cái màn hình Santech. Con này nó có cả cam hành trình, cam lùi đầy đủ. Mọi cái chức năng ở trên xe là hoạt động ok hết. Xe chạy hơn 6 vạn. Ốc ác là nguyên đai nguyên kiện, keo chỉ zin. Móc khóa này vẫn còn nguyên các cái dấu chấm sơn. Cái con này thì cái sàn cũng ra rồi, cái sàn ra thì nó sạch hơn là cái sàn lỉ. Cái sàn lỉ nguyên bản nó bám bụi và nó hôi lắm. Đây hàng ghế phía sau. Con XLS 2018 này thì nó trang bị lái điện và có cân bằng điện tử, khi mà ta vào cua nó cũng đỡ nguy hiểm hơn. Thế và cái độ cân bằng của xe nó được giữ rất là tốt. Cơ bản là xe là còn tương đối sạch đẹp. Mặc dù ngày hôm nay thì nó cũng chưa được hoàn thiện đâu, để Đức Trung sẽ dọn dẹp rồi sẽ làm thêm các cái thứ khác vào rồi đấy, sẽ lên sóng luôn cho anh em. Đây nó có cân bằng điện tử đây này, các cái chức năng nó hiển thị hết lên màn hình ấy. Khi mà mở cánh cửa hoặc cánh cửa đóng không chặt, để túi khí, phanh ABS đầy đủ hết, khóa trên cánh. Kính là 18 hết. Con này thì cũng được trang bị thêm cái bộ giá lóc. Có giá lóc, có lắp thùng thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Anh em muốn lắp thùng thì bên Đức Trung cũng sẽ lắp thùng. Còn bình thường làm cái thanh thể thao cũng rất là đẹp rồi. Báo hết dầu anh em ạ. Các cái chức năng trên xe là ok hết anh em nhé. Hệ thống phun nước, gạt nước là ok. Hệ thống điều hòa rồi là điều khiển cửa gió là ok hết anh em. Ta
tăng tốc độ quạt gió. Đây là gió thổi xuống chân, gió thổi vào mặt, đây là gió trong gió ngoài. Vâng, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã quay chi tiết và giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe Forerunner XLS 2018 trang bị lái điện, số tự động một cầu anh em nhé. Và giá chào bán cho chiếc xe này là 575 triệu, bao rút hồ sơ cho anh em. Thiện chí thì vẫn còn bớt khi xem xe trực tiếp. Và cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh em ở các cái video lần sau. Và ngoài cái con XLS 2017 thì bên Đức Trung vẫn còn rất nhiều các cái mẫu xe anh em nhé. Rất nhiều mẫu xe để anh em có thể tham khảo và lựa chọn. XLS thì có đủ từ 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, màu trắng, màu đỏ, màu vàng cam anh em nhé. Ngoài ra các cái mẫu xe khác thì màu đen rồi là màu xanh cũng rất là nhiều, màu bạc. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ với Đức Trung theo số điện thoại Đức Trung ghi ở trên góc màn hình 0965 951 955.